Mai vàng đủ bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần. Buổi sáng chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là những điều cần để chăm sóc cây mai trong mùa mưa. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì trước khi vào tiêu đề này, khi tôi làm clip thì có những bạn nói là bây giờ làm những cái chủ đề nó mới mẻ, coi nó hay hơn. Thì tôi nói các bạn 3 năm rồi, đúng không? 3 năm rồi tôi chia sẻ rồi, cây mai còn cái gì để mà cái tiêu đề tức là lặp lại mà thôi. Do đó nên tôi làm hiện nay tôi làm rất là thưa là tôi nhấn những cái chánh để mình chăm sóc cây mai để cho các bạn mới ha. Còn các bạn cũ thì thuộc lòng rồi. Thì tôi nói các bạn nè, vào đầu mùa mưa thì nó lại có những cái triệu chứng của cái bệnh nấm hồng nè, rồi cái bệnh trên lá nè. Do cái đầu mùa mưa, cái lượng mưa nó mang cái hàm lượng axit, rồi cái hàm lượng cái xương nó cũng có muối và những nhiều chất mà nó độc hại cho cái lá, đúng không các bạn? Thì bây giờ tôi phân tích từ từ, nó có nhiều phần. Thì bây giờ cho tôi nói về vấn đề cái tôi muốn nói gì thì các bạn biết rồi. Nước, mùa mưa thì đừng để thiếu nước. Cái chủ đề này nó quen quá rồi, nhưng mà tôi sẽ nhấn lại để các bạn mới chơi mai ha. Thì tôi nói các bạn nè, vào mùa mưa thì nhiều bạn rất là ý là cái nước ở trên tôi hiện nay là 4 ngày nay là đêm nào cũng mưa, mà mưa rất là lớn. Thì lớn quá thì thôi mình không tưới. Tôi chia sẻ vấn đề nước ha. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là khi ngưng mưa hoặc mưa nhỏ thì mình cứ tưới lại đi các bạn, dậm đi không sao đâu. Nó có những bạn nói là tôi dùng cái lượng nước lớn quá, nhưng mà tùy dùng. Thì tôi cũng không biết làm sao, tôi chỉ chia sẻ thực tế trên những cây mai của tôi mà thôi. Thì bây giờ các bạn thấy nè, như cây mai này, các bạn thấy cái bộ tán nè, khủng khiếp không? Cái bộ tán của cây mai này thì các bạn thấy nó có đủ nước không? Mưa nó có đủ nước không? Thì mưa thì thôi, nhưng mà các bạn phải biết từng đặc tính của cây mai để giữ cái độ ẩm xuyên suốt. Bởi vì khi nó thiếu nước, nó có những tác dụng phụ như nhau. Thí dụ, theo tôi nghĩ thì cái nút mà nó nở sớm, thí dụ tháng 10, tháng 11 nó nở, một số cũng nguyên nhân là tôi nghĩ là nó cũng có thiếu nước nữa. Do các bạn tưới nó kích thích nó nhiều lần, tức là chênh lệch nhiệt độ từ cái chỗ mà nó đang khan hiếm nước, các bạn tưới vô, đúng không? Nó cũng là cái mà kích thích để nó tạo cái phân hóa mầm hoa nữa các bạn. Nhưng mà cái cách đó là người ta làm cho cây ăn trái ha. Thì bây giờ đối với cây mai thì tôi nói các bạn như vậy nè, như cây mai này các bạn thấy đủ nước không? Sẽ không đủ nước, nó giống như cây dù ấy mà. Nó nè, cái bộ lá các bạn thấy nè, thì nó che khuất cả cái bồn luôn. Do vậy nên mưa lớn thì thôi ha. Thì tôi nói các bạn nè, khi ngưng mưa bữa sau các bạn cứ tưới đi. Nhiều bạn để 3-4 ngày, 2-3 ngày sau mưa rồi các bạn nghỉ đi, 2-3 ngày sau các bạn mới tới, không ảnh hưởng gì tới cây mai hết. Nhưng mà nó sẽ làm xáo trộn phát triển cây mai, cho nó quen nước dần đi các bạn, đúng không? Nhất là cái mùa mưa thì tôi nói các bạn nước là cái quan trọng nhất. Thì bây giờ những cái cây này nè, các bạn thấy nè, cái này thì được vì nó thưa, đúng không? Thì nó, và tôi nói các bạn chia sẻ cái này là đối với những cây mai chậu luôn. Cây mai chậu là rất dễ thiếu nước. Thí dụ như cây mai này, các bạn thấy cái chậu của nó như vậy nè. Trời mưa lớn thì không sao, nhưng mà trời mưa nhỏ mình có biết đâu, bằng đêm mình ngủ sáng thấy cái lá này nó ướt nhẹp vậy, đúng không? Thì mình nói mưa, nghỉ riết thì nó xáo trộn. Mà tôi nói các bạn là nhích nước, cái nước là nó quan trọng do cái sự tuổi thọ của cây mai. Đối với những cây mai nuôi chậu nó rất là lớn. Do đó nên tôi nói các bạn, nước
Và khi các bạn tưới á, nếu các bạn xuyên vào mùa mưa, các bạn giờ tôi chia sẻ tới cái phần lá nè, các bạn nên tưới sáng rửa đi. À, tôi nói vậy chứ không, cái nhiều khi tôi cũng làm biến ngang, nhưng mà tùy các bạn. Rửa đi các bạn, sáng rửa cho nó trôi cái axit hoặc là muối hoặc là cái gì nữa mình không biết, nhưng mà nó lại hại cho cái lá. Thì tôi nói các bạn vậy, cái clip trước tôi đã nói rồi, mình ngưng cái Atracon chứ cái thằng Anguin thì nó cũng trị về cái phần nấm bệnh của lá, nhưng hình như nó không đủ mạnh các bạn ơi. Để vào cái tháng này nó hình như tôi nghĩ nó không đủ mạnh, do đó nên tôi nói các bạn vừa rồi tôi chia sẻ rồi, ngưng đi các bạn, ngưng cái một cử thôi, cử đó đi ha các bạn. Dù cây mai có bệnh lá hay không bệnh lá, các bạn dùng cái thằng cốc 85 tức là đồng xanh, các bạn phủ trên lá đi và trong thân trong gốc luôn, để ngừa cái gì các bạn, cái nấm hồng. Đó là cái phần lá. Và cái thứ hai là gì, cái tháng này thì có những bạn hỏi những cái nhánh về có cắt được không, cũng được, nhưng mà tôi nói là được, thì các bạn cắt xương vậy nè ha, cho nó dồn nhựa nó nuôi cũng được, nhưng mà thôi mình để tháng 5 đi, giữa tháng 5 hoặc cuối tháng 5 mình vuốt cái tàn lại cái nữa, năm nào cũng cái đó cũng phải sửa hết, phải không? Sửa cho theo cái khung của cây mai mình. Nhưng quan trọng là gì, các bạn nuôi làm sao cho cái bộ lá này nó đừng bị bệnh, nhất là cái con bò trĩ. Rồi các bạn xịt cái thằng nó bệnh đi ha, và sao các bạn đồng thời á, các bạn vệ sinh cái phần này nè cho nó sạch cho tôi, đừng có để rong, hay là các bạn dùng cái bàn chải cũng được, hay là những cái bùi nhùi mà rửa chén của mấy người mấy bà mà dùng mà rửa chén đó, các bạn tẩy đi, kệ mình có ít mình làm mình giữ vệ sinh cho nó đi các bạn, và rong những cái nhánh lồng cho nó thông thoáng, cho ánh nắng mặt trời nó chiếu vô, đúng không, thì nó giảm được cái mầm bệnh, nhưng phải dùng thuốc. Rồi cái đó là cái mà tôi nhắc vào mùa mưa. Thêm một cái nữa là cái con bò trĩ, hiện nay có tôi nhận tin Zalo các có những bạn là sợ nhất là con bò trĩ, mà tôi sợ không, các bạn sợ luôn, sợ muốn chết luôn. Và các bạn có bị như vậy không? Thí dụ bây giờ các bạn nuôi chục cây mà có một cái cây xịt hoài, xịt nó không hết nè, bò trĩ nè, có không các bạn, xịt hoài, cái kia thì nó lại không có. Đây nè các bạn thấy nè, nó cũng có hiệu quả ha, thì mình nhìn cái đọt các bạn đây nè, nếu mà cái đọt như vậy là không có bò trĩ, chắc chắn là không có bò trĩ rồi, nhưng mà cái đọt như vậy là bò trĩ. Nhưng mà xịt hoài, xịt cái thuốc á, cái kia hết, nhưng mà cái này nó lại không hết. Có một cây màu nó bị hoài. Thì cái cách là sao? Bây giờ tôi nói này nó trái với cái tự nhiên chút ha, trái với cái nông nghiệp chút, là gì? Tăng hàm lượng lên, gấp đôi lên cho tôi. Sáng mình, chiều mình xịt. Cái này nó trái khoa học mà buộc mình phải làm. Mình không biết cái thuốc nó chất lượng nó như thế nào, người ta làm chứ không phải là mình làm. Xịt nó tăng gấp đôi luôn. Thí dụ cái trường hợp này, các bạn xịt đi, rồi chiều các bạn xịt, sáng các bạn rửa lại, không ảnh hưởng gì hết, đúng không? Có những bạn nói là cái bò trĩ rất là dễ dàng, xịt cái thứ gì đó cũng hết, cái gì vậy? Cái thằng Confidor phải không các bạn? Cái đó bây giờ nó của tôi không có xài nữa, là bị gì, hình như là nó kháng thuốc rồi các bạn ơi. Có nhiều cái loại thuốc sinh học người ta ra mới, các bạn cứ đừng có hỏi tôi thuốc gì, cứ ra tiệm các bạn mua cái loại đó các bạn xịt xong. Và cái cách kiểm tra là tôi nói rồi, lấy cái điện thoại để dưới này búng, hoặc mua cái kính lúp á của học sinh á, các bạn nhìn, các bạn nào tỏ mắt thì nhìn thấy á, thì các bạn cứ xịt vô, qua ngày sau các bạn kiểm tra lại, nếu mà trường hợp nó còn nữa pha tăng liều xịt hết, nhưng mà kỳ sau nữa tôi không biết nha, đổi thuốc nữa. Các bạn thấy khó không? Do đó nên cái phần mà bỏ trĩ thì
Thôi bây giờ tùy các bạn, cứ ra tiệm mua, đừng có hỏi thuốc gì. Tôi cũng như các bạn mà thôi, tôi cũng không hay ho gì mà tôi nói là con bò trĩ tôi trị được hết. Tôi nói là con bò trĩ tôi trị không được. Nhưng nước vừa bảo quản cho cái gốc, vừa xịt sáng sớm mình mỗi ngày mỗi rửa, mình lấy cái vòi nước bắn thẳng lên cái lá non thì nó sao các bạn, nó giảm được cái mật độ bò trĩ, đúng không? Giảm liền. Rồi, và một cái điều tôi nói các bạn nữa nè, từ hôm Tết tới bây giờ thì có rất rất nhiều bạn hỏi tôi vấn đề mà các bạn cứ đem Atomic hay là cái N3M các bạn tưới. N3M tưới để kích rễ, nhưng mà rễ kích làm chi nữa, cái cây dày là cái bộ rễ nó khủng khiếp lắm. Các bạn bươi lên đi, các bạn sẽ thấy cái bộ rễ, cái cây nó đã hoàn chỉnh như vậy rồi thì mình đâu có cần cái gì mà kích nữa các bạn, đúng không? Và N3M các bạn tưới thường xuyên. Nó N3M chẳng qua là gì, cái phân bón với dạng nước mà thôi. Nó chứa cái hàm lượng là đạm, nhưng các bạn không biết dùng. Tôi nói là không phải không dùng được. Các bạn tưới, các bạn pha, các bạn nhìn làm sao cho nó đen kẹo các bạn mới chịu. Thì như vậy thì sao? Nó bắn đọt. Mà nó bắn đọt phải nó cực mình không? Và cái bộ lá tôi nói các bạn bây giờ, tôi thì cái từ đây tới Tết tôi không xài. Tôi không xài, chứ không phải là xài không được. Hai cái hàm lượng đó là nhất là xịt trên lá và bón dưới gốc. Tôi chỉ theo cái chu kỳ mà tôi đã chia sẻ rồi với các bạn. Thì cho cái lá nó phát triển từ từ, đúng không? Đừng có kéo mắt, nó cực. Đá mình còn sạc tàn, sửa tàn rồi mà mình đưa nó vô nữa thì cũng như không. Nó kéo mắt như vậy nè. Thì Tết sao các bạn? Khi cái giai đoạn từ tháng 6 nó sẽ phân hóa và tạo cái mầm bông trong tự nhiên thôi. Tự nhiên nó có à. Với điều kiện là cái lá nó phải nhặt như vậy. Tới đó thì các bạn hỏi nữa ha. Các bạn nói tại vì sao mình ít bông? Là bị vì cái đọt nó kéo giãn, nó không tạo được cái mầm bông, cái phân hóa được mầm hoa. Thì nó Tết nó có một vài bông. Thì tôi đã làm 3 năm rồi thì cái kết quả của nó đã có rồi. Tôi không có dẫn chứng nữa ha. Thì bây giờ tóm lại tiêu đề này để mình nghĩ. Thứ nhất, mùa mưa, mưa lớn thì thôi, nói chung là các bạn phải biết được cái chậu mai của các bạn, đúng không? Cái độ ẩm, tôi chỉ nói là giữ độ ẩm xuyên suốt cho cây mai vào mùa mưa mà thôi. Mưa nhỏ tưới bình thường, mưa lớn thì mình nghỉ. Và mưa nhỏ tưới bình thường đối với những cây mai lớn vậy, coi chừng bị thiếu nước với cái tàn vậy, tưới nó. Và nhất là những cái mai nuôi chậu, cái tàn mình nay nó phủ rồi, mình nên chăm cho nó. Và nhớ nếu có điều kiện trời mưa rửa cái lá đi, cho nó diệt được cái mầm bệnh, đúng không? Kỳ cọ cho sạch ở phần bên trong, rong tàn nhánh cho ánh nắng chiếu vô. Dùng cốc 85 xịt phủ từ trên ngọn tới dưới gốc, dư đổ vô gốc luôn, được hết. Thì sao các bạn? Đó là gì? Phòng tránh cái bệnh vào mùa mưa. Và mình chăm sóc là nước là tránh. Coi chừng mùa mưa mà đừng để thiếu nước. Và thêm một cái bổ sung nữa là mình nghĩ là gì? Đừng nên dùng những cái loại thuốc bón lá, như là thường là các bạn thấy phổ thông nhất là gì? Antracon, đúng không? Antracon. Xin lỗi, Atomic chứ, Atomic. Xịt lên thì nó bắn đọt vào mùa mưa, thì trên cái phần đọt của nó, trong nước mưa nó có những cái chất hại mà nó cũng chất lợi là gì? Đạm trong nước mưa. Rồi tưới gốc N3M thì xài được á. Nhưng mà tôi nói các bạn, để kích rễ mà cái rễ cây vậy kích chi, đúng không? Rồi thì đó là những cái gì tôi chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Và tôi xin bổ sung chút xíu những cái cây mai ở trong rẫy tôi bứng về, đúng không? Nó rập ha, thì tôi bứng về tôi chăm. Thì tôi nói các bạn này, nó lên này là gì? Nước. Hầu như là cây nào nó cũng ra hết, rất là dễ dàng.
cái phân là phụ thôi, nhưng mà chủ yếu nếu mình tưới đủ nước. Nè, tôi làm bầu y vậy luôn thì nó ra hết rồi các bạn ơi. Rồi, một lần nữa xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.